Mi 11 Lite cũ của Thế Giới Di Động và cái kết. Xin chào các bạn, đây là chiếc Xiaomi Mi 11 Lite mình mua ở Thế Giới Di Động. Đây không phải là chiếc máy mới mà mình mua ở một máy cũ giá rẻ. Cùng mình mở hộp và test chiếc máy này xem chất lượng ra sao nhé. Chiếc máy này vẫn còn bảo hành chính hãng tận 17 tháng rưỡi nữa cơ, tức là gần như máy mới rồi. Ngoại hình thì mình thấy cũng tương đối là mới, gần như 99%. Vì cũng không thấy có vết xước nào. Ngon phết đấy chứ nhỉ. Máy này thì đã dán sẵn cường lực và đi kèm trong hộp có một cái ốp lưng, một củ sạc nhanh 33W cùng với một đầu chuyển đổi jack cắm tai nghe nữa. Tiếp theo thì mình sẽ lắp sim và test nghe gọi xem nào. Hơi tiếc là nó không có chế độ ghi âm tự động như trên những cái máy MIUI đời cũ như trước đây. Giờ mà cứ bấm ghi âm là nó có thông báo cho cả đầu dây bên kia luôn. Thế thì còn nói chuyện gì nữa. Mic miếc ok. Loa trên loa dưới ok. Mình test thì loa con này khá là to. Tao nghĩ lên cấp bậc iPhone của mình. Nếu những thông tin của Bloomberg chính xác thì màn hình của dòng iPhone 13 Series năm 2021 có thể hiển thị một số thông tin như thời tiết, tin nhắn, thông báo. Về vân tay này. Vân tay thì có vẻ như nó hơi có vấn đề. Mình thấy thêm vào không được nhạy cho lắm. Mình sẽ thử theo dõi thêm vân tay của chiếc máy này. Nếu mà không được thì sẽ mang đi bảo hành. Màn hình thì cũng là ok, không phát hiện vấn đề gì cả. Chiếc máy này thì có hai chế độ tùy chỉnh là tốc độ 60Hz và 90Hz. Nhưng mà mình phát hiện là khi mà để 60Hz ấy, thì nó tương đối là giật. Cảm giác nó không được mượt cho lắm. Nếu mà so với chiếc Xiaomi Note 4X đang chạy MIUI 9.5 của mình ấy, thì cái Note 4X nó còn mượt hơn cơ. Thế nên đối với chiếc máy này, tốt nhất là chúng ta nên chọn chế độ 90Hz cho nó mượt. Thế đến áp suất nha. Áp suất thì nhảy loạn xạ này chắc là vẫn nguyên zin rồi. Phần nhiệt độ này thì không biết có phải do máy lỗi không, mà mình thấy chiếc máy này khá là nóng. Mặc dù là mình cũng không mở nhiều tác vụ, mới chỉ sáng màn hình một lúc nó đã ấm ấm rồi. Dùng lâu một chút thì nó phải lên tầm 55-60 độ cơ. Nóng hơn bình thường so với mấy cái máy mình đang dùng. Trong khi đấy thì mình không chơi game. Tác vụ cũng chẳng có gì nặng cả. Chỉ có mỗi lướt web này, Facebook, xem YouTube với TikTok. Nếu mà edit video thì có khi là nó sẽ nóng hơn rất nhiều. Thì camera máy này thì mình thấy tương đối là đẹp. AI của nó xử lý tương đối nịnh mắt. Chế độ chân dung thì cũng tương đối tốt. Video chống dung thì chỉ ở mức khá thôi. Còn mình đã so con này với iPhone 7 thì chống dung vẫn thua iPhone 7. Thì camera của máy này thì mình sẽ làm video chi tiết sau nhé. So sánh với cả LG Velvet và iPhone 7. Ok, sau khi test xong các chức năng thì mình sẽ cho reset về cài đặt gốc. Xem là máy có gặp vấn đề gì về cloud không. Máy cũ mà, nên là cứ phải test kỹ một tí. Sau khoảng một ngày thì mình phát hiện ra là chiếc máy này gặp sự cố về vân tay. Sau khi mình gỡ bỏ khóa bảo mật rồi thêm lại vân tay mới thì lại không thêm được nữa. Mình đã mang máy này đi bảo hành rồi. À, tiện đây thì lưu ý luôn rồi các bạn nhé. Khi mà mua máy cũ của Thế Giới Di Động ấy, thì sẽ không được áp dụng chính sách đổi trả trong 30 ngày đâu nhé. Lúc đầu mình mang ra, nhân viên còn suýt đổi cho mình cái máy khác vì tưởng đây là máy mới. Nhìn nó vẫn mới mà. Xong thì lúc sau các bạn ấy phát hiện ra là máy cũ thì mới bảo mình là máy cũ thì không áp dụng đổi trả mà chỉ gửi bảo hành hãng thôi. Cũng ok, không sao cả. Nhìn chung thì sau khi test chiếc máy này thì
Mình thấy là ngoài cái vấn đề về vân tay phải đã phải gửi đi bảo hành thì mình thấy máy khá là ngon, gần như là mới. Còn lỗi thì đồ điện tử mà, nhiều khi hên xui. Kể cả máy mới thì cũng không tránh khỏi việc mà mình gặp phải lỗi. Nhưng mà quan trọng là mua ở Thế Giới Di Động ấy thì không phải lo về vấn đề bảo hành. Chưa kể là cái máy này của mình còn tận 17,5 tháng bảo hành nữa cơ. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xem clip của chúng tôi. Bye bye! Nhớ like và subscribe vì nó free!